Xin kính chào toàn thể anh em. Nay làm cái clip ngắn này xin giới thiệu với anh em một cái sản phẩm cổ cũng khá độc đáo. Đó là chiếc radio tích hợp TV đến từ cái thương hiệu Crown với cái model là 5TV 5TV 524R. Anh em kết hợp TV VHF, UHF, radio thì AM, FM. Đặc biệt em này là hàng xuất châu Âu, hàng Nhật, made in Japan, sản xuất cho châu Âu. Dùng nguồn điện là 220V nha anh em. FM full 108 và bắt đài TV á, em kết nối truyền hình cáp á, là bắt đài hình và tiếng trùng với nhau luôn. Anh em có thể cắm truyền hình cáp vô luôn, nghe thoải mái. Bởi cái màn hình nó giật giật như vậy á, thì anh em nó sai cái hệ với cái camera của điện thoại nên nó giật. Còn ở ngoài là nó đứng nha anh em, hình nó đứng. Thì em sẽ gửi hình ảnh thông tin về máy cho anh em nào có cần nhu cầu giao lưu hoặc cần thêm thông tin xác thực của máy thì liên hệ trực tiếp với em. Số điện thoại em trên tiêu đề 0908 217 658. Em Huy Vũng Tàu giao lưu với anh em và xếp hàng toàn quốc nha anh em. Như đây em đang bắt VHF ở cái chế độ là 2 đó, đài này. Em dò đây anh em có thể thấy đó. Đó. Tiếng và hình là trùng với nhau nha. Bắt rất là nhiều đài. Khi anh em kết nối cái truyền hình cáp SCTV vô là ok. Tại vì cái sóng truyền hình phát vô tiếng của mình giờ này cũng bị ngưng rồi. Bắt truyền cáp là ok nè. Giữa cái camera của cái điện thoại với cái hình TV này là nó chạch xích với nhau nên nó không đứng hình được. Nhưng mà bên ngoài là đứng nha anh em. Này cô măng đo bóng ơi, nghe lời quên. Bắt rất là nhiều đài. Nó đặc biệt hơn những cái cách set TV mà anh em mua hàng đúng hàng nội địa Nhật dùng 100V thì nó cái xích đó, hẹt nó sẽ sai và hình với tiếng không bao giờ trùng với nhau được. Riêng em này là rất là ok. Cậu nói đúng lắm Ayumi à. Cô biết cung nữ hoàng ăn là công chúa sao lại chết không? Và bắt rất là nhiều đài nha. Cái cảm xúc của nó rất là mạnh. Có thể là nó sẽ bị tổn thương. Nếu anh có những cái sản phẩm văn hóa thì anh tuyên truyền cái đó ra cộng đồng, ra xã hội. Rất đáng để anh em sưu tầm. Khi anh em chơi cái set radio để sưu tầm một em máy như vậy thì rất là ok. Không phải chỉnh sửa gì mà tiếng với hình trùng với nhau. Xem đài, xem TV ok hết. Rồi, chuyển qua tần số khác. Low nha. Ở tần số này thì sẽ không có đài. Rồi, chuyển qua UHF. UHF. Vô đài. Vô đài. Rồi, về UHF. Rồi, chuyển sang FM. Đài FM nha anh em. Em anh em dò bên cái số này. Em thì mình biết nói cái chuyện anten truyền cáp vô là mình sẽ bắt được một số đài trên TV luôn nè của radio. Đài này của TV nha. Thành phố Vũng Tàu và xã Bình Châu thuộc huyện Sơn Tây. FM của đài Vũng Tàu này. Tiếng rất là ok chuẩn nè. Không một tiếng sôi rè. Bà Tám cho biết thêm, khách hàng của bà em quay gần cho anh em xem. Đặt với số lượng lớn, đưa đi bán tại các chợ đầu mối ở Bà Rịa, Vũng Tàu và các tỉnh thành lân cận. Máy còn rất đẹp nha. Dù được sản xuất vào những một hồi đó bà già, bà còn sống thì bà làm, vừa bà mắc vừa đến đây qua đàn tôi làm. 78. Máy này đúng chính xác 1978. Thấy là ta chấm điểm ta nói ăn cáp chỗ. Nếu mà gần nhà trang cũng không bằng mình. Bằng. Thì làm mình làm cái gì toàn là cáp. AM FM 2 băng radio pin và nguồn 220. Cách nhà bà Tám chừng 50 mét.
chả cá Mười Phước Hải của bà Trần Thị Mười làm chủ ở số 502/7 khu phố Hải Trung, thị trấn Hải, quận Kính Người. Em mời bà khác chúng tôi làm ra một miếng chả cá ngon phải trải qua rất nhiều công đoạn. Đầu tiên là mổ cá, nạo lấy phần đen thịt, cho vào nồi xay, rồi đến khi nào nhuyễn ra thì mới bỏ vào chảo để chiên lên. Bà Mười cho biết, là gia đình châu bà Âu, gắn bó với nghề làm chả cá AC hơn là 220V, 50 xích. Ban đầu gia đình làm nhỏ lẻ để phục vụ dân địa phương. Điện DC là 12V. Dân nhà các du lịch biết đến, nên họ đến ngày mua với số lượng rất nhiều. Số seri máy. Phí chả cá chiên là 150.000 đồng. Còn chả hấp đá chuối thì có ngày 7 tháng 7 năm 1978. 50 đến 55 chiếc. Còn rất đẹp. Bà Mười cho biết thêm, để có những miếng chả cá tươi ngon, từ 4 giờ sáng, các cơ sở làm chả cá đã cử người ra tầng để đứng lên. Nếu không muốn chân đế thì anh em cứ lật cái quai xuống anh em để là cá ok. Cá được dùng làm chả thường là cá sữa, cá măng và cá thu. Sau khi bỏ đầu vào ruột, cá được rửa sạch, tách làm đôi theo chiều dọc, để vào rổ cho ráo nước.